Chúng ta tiếp tục đến câu 2F. Câu 2F thì đề bài yêu cầu chúng ta giải cái phương trình ma trận A phẩy, B phẩy, B và nhân X thì bằng A. Thì từ câu 2D chúng ta có được hạng của ma trận B chính là bằng 2 rồi. Thì do đó mà chúng ta áp dụng cái bất đẳng thức về hạng của ma trận, hạng của một ma trận tích thì nhỏ bằng hạng của ma trận thành phần. Nên do đó mà chúng ta có được hạng của ma trận A phẩy, B phẩy, B và nhân X thì sẽ nhỏ bằng hạng của ma trận B, và hạng của ma trận B thì bằng 2, nên là hạng của ma trận A phẩy, B phẩy, B nhân X thì nhỏ bằng 2. Còn từ câu 2E thì vừa chúng ta biên luận ở trên thì chúng ta thấy là hạng của ma trận A thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3 với mọi giá trị của K. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3 với mọi giá trị của K. Do đó mà từ hai dữ kiện này chúng ta có thể rút ra kết luận đấy là hạng của ma trận A phẩy, B phẩy, B nhân X nó sẽ nhỏ hơn hạng của ma trận A với mọi ma trận X. Do đó mà khi mà hai ma trận mà hạng của nó khác nhau rồi nên hai ma trận này không thể nào bằng nhau được. Hay nói cái khác đấy là chúng ta sẽ không thể nào tìm được cái ma trận X mà sao cho nó thỏa mãn cái phương trình ma trận ở trên. Hay nói khác là phương trình ma trận lúc này nó sẽ vô nghiệm. Tiếp theo chúng ta đến với cả cái câu 3, tức là cái câu khó trong cái đề thi này. Thì câu 3 người ta cho một cái ma trận C cấp 2 nhân 5 và người ta bắt đi chúng ta đi chứng minh là chúng ta luôn thể tìm được ba cái vector x, vector y và vector z được viết dưới dạng cột sao cho là cx bằng ci và bằng cz. Thì bây giờ chúng ta đi xét một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và nhận cái ma trận C làm cái ma trận hệ số với cái năm ẩn là ẩn x1, x2, x3, x4 và x5. Thì chúng ta xét một cái định thức con cấp 2 của ma trận C. Giả sử chúng ta xét là cái D1212 thì chúng ta thấy là kết quả tính ra được nó bằng -17 khác không. Vậy là ma trận C nó tồn tại một cái định thức con cấp 2 khác không, nên là hạng của ma trận C sẽ lớn bằng 2. Và thêm nữa thì ma trận C là ma trận cấp 2 nhân 5. Nên từ hai dữ kiện này thì chúng ta thể suy được hạng của ma trận C lúc này sẽ bằng 2. Và vì hạng của ma trận C bằng 2 nên cho nên là cái hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình lúc này sẽ có nó sẽ bằng 5 trừ 2 bằng 3 nghiệm. Trong đó 5 thì nó bằng n, tức là nó chính là số ẩn x1, x2, x3, x4, x5. Thế còn 2 chính là hạng của ma trận C. Vậy thì 5 trừ 2 bằng 3 chính là cái số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình. Và ở đây thì chúng ta gọi x, y, z là ba cái nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản. Thì rõ ràng là nó là nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản nên là cái ba vector này sẽ độc lập tuyến tính. Và nó là ba cái vector 5 chiều. Và nếu mà chúng ta giả sử các vector này được viết dưới dạng cột thì khi đó thì ba cái vector này nó sẽ là ba nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà nhận C làm ma trận hệ số. Mà nó là ba nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất nhận C làm ma trận hệ số nên Cx bằng Ci bằng Cz sẽ bằng 0. Hay nói khác là chúng ta có thể luôn tìm được ba cái vector, vector x, vector y, vector z là ba vector 5 chiều mà được viết dưới dạng cột mà sao cho Cx bằng Ci bằng Cz. Đây chính là điều phải chứng minh.